Xin chào và trở lại chương trình của The LV News, chương trình được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Trở lại chúng ta sẽ cập nhật chi tiết cái phiên tòa của tối cao pháp viện liên quan đến vụ án của ngày 6 tháng 1. Liệu rằng tòa án tại những khu vực như là Washington đúng, khu vực của đảng Dân Chủ đang bẻ và kéo dài cái luật pháp để có thể truy tố những người yêu nước trong sự kiện ngày 6 tháng 1. Một người đàn ông Delaware đang thụ án 3 năm vì đã từng hành qua cái hội trường Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 của 2021, sắp được ra tù chờ kháng cáo sau khi thụ án chờ 1 năm quyết định của tòa án tối cao xem xét việc sử dụng mới lạ của chính quyền Biden, một cái đạo luật giả mạo bằng chứng để truy tố hàng trăm bị cáo vào ngày 6 tháng 1 vì để cản trở Quốc hội. Calvin C. Fry, một trong những người đầu tiên bước vào điện Capitol ngày 6 tháng 1 để kết án vào tháng 6 của năm 2022. Sau một phiên xét xử trước thẩm phán Trevor McFadden của Tòa án quận của Hoa Kỳ dành cho quận Columbia về 4 tội nhẹ và một trọng tội duy nhất, đó là cản trở, obstruction charge. Thẩm phán McFadden, một thành viên của đảng Dân Chủ, đã kết án ông ta 36 tháng tù giam, 1 năm quản chế vào ngày 9 tháng 2 của 2023. Ông C. Fry bị giam giữ vào từ ngày 31 tháng 5 của 2023, đã nhiều lần kháng cáo cái bản án. Sau một hành trình pháp lý phức tạp gắn liền với số phận của vụ án riêng biệt ngày 6 tháng 1 đang được đưa ra tại tòa án tối cao của Hoa Kỳ, thẩm phán McFadden đã ban hành lệnh ngày 26 tháng 3 chấp nhận đề nghị trả tự do cho ông, trong khi chờ giải quyết kháng cáo của ông, nhưng không ngay lập tức. Cục nhà tù được lệnh trả tự do cho C. Fry 1 năm sau khi ông ta đã đầu thú. Thẩm phán đã viết trong bản lệnh, nghĩa là ông C. Fry sẽ ngồi tù cho đến ngày 31 tháng 5 sắp tới đây. Thẩm phán cũng ra lệnh cho cả hai bên nộp cái cáo trạng chung không muộn hơn 14 ngày sau khi tòa án tối cao đưa ra quan điểm của mình trong vụ án gọi là Fisher kiện Hoa Kỳ, mà các chuyên gia có thể làm suy yếu cái bàn tay của công tố viên trong hàng trăm vụ truy tố của ngày 6 tháng 1. Tòa án tối cao sẽ mở đường cho việc thả tự do cho rất là nhiều người, và một trong những cái luật mà cũng tố cáo ông Trump trong 4 cái tội danh. Vào tháng 12 của 2023, tòa án tối cao quyết định sẽ tiếp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Joseph Fisher vào ngày 6 tháng 1 về chính quyền của Biden, sử dụng luật giả mạo bằng chứng thời của Enron để truy tố hàng trăm bị cáo vì tội cản trở Quốc hội trong phiên tòa tháng 1 và ngày 6 của 2021, điện Capitol vi phạm. Tội cản trở bị buộc tội của Quốc hội có mức án lên 20 năm tù, là trọng tội, một cái tội rộng rãi nhất trong cái vụ án ngày 6 tháng 1 bao gồm cái vụ chống lại ông C. Fry. Ông Fisher đã bị truy tố vì những tội danh khác nhau do cái vai trò của ông trong sự kiện ngày 6 tháng 1, bao gồm cản trở việc thực thi cái pháp luật trong cuộc rối loạn dân sự, xâm nhập bạo lực, hành vi gây mất trật tự trong khuôn viên điện Capitol, cản trở Quốc hội dựa trên điều 18 Bộ luật của Hoa Kỳ 1512C2 hoặc là giả mạo nhân chứng, nạn nhân và người cung cấp thông tin. 1512C là một điều khoản giả mạo bằng chứng, một phần của đạo luật Sarbanes-Oxley, mà các chuyên gia cho rằng hình thành chủ yếu nhằm để hạn chế những hành vi sai trái của phố Wall. Tuy nhiên, hiện nó đang được Bộ Tư pháp sử dụng để truy tố vụ án ngày 6 tháng 1, gây ra tranh cãi và thách thức pháp lý. Tòa án tối cao dự kiến xét xử các tranh luận bằng miệng trong vụ án ngày 16 tháng 4 của 2024. Với một số chuyên gia pháp lý nói với tờ báo The Epoch Times trong cuộc phỏng vấn trước đó rằng tòa án cấp cao có thể sẽ thấy một 1512C2 đang được sử dụng không đúng cách chống lại các bị cáo ngày 6 tháng 1. Nếu cái thử thách thành công, quyết định của tòa án tối cao có thể gây ra hậu quả sâu đồng, có khả năng lật ngược cái bản án trọng tội đối với nhiều bị cáo ngày 6 tháng 1, xóa bỏ một số cáo buộc chống lại Tổng thống Trump, người cũng đang bị buộc tội trong cái khoản này. Kể từ khi tòa án tối cao đồng tiếp nhận kháng cáo của Fisher vào ngày 12, các bị cáo ngày 6 tháng 1 bao gồm cả ông C. Fry,
đã yêu cầu thẩm phán tạm dừng phiên tòa, thủ tục tuyên án hoặc là cho phép trả tự do khi chờ kháng cáo. Ông Sifai lần đầu tiên kháng cáo cái bản án, và bản án của mình lên CD sơ kết vào ngày 17 tháng 2 của 2023. Sau đó xin được trả tự do khi chờ giải quyết cái kháng cáo. Trong một vấn đề của pháp lý, kháng cáo của ông ban đầu được chấp nhận như vài tuần, sau đó bị từ chối khi tòa án cấp dưới ra cái phán quyết vụ Fisher kiện của 11512C có thể được sử dụng chống lại cái bị cáo ngày 6 tháng 1. Vì vậy ông Sifai đã được lệnh đầu hàng cột nhà tù ngày 31 tháng 5 của 2023. Vì ông đã làm như vậy, ông ta đã ở tù kể từ đó. Tuy nhiên ngày 15 tháng 12 của 2023, ông Sifai đã đệ trình một đề nghị khác xin trả tự do cho việc chờ kháng cáo do quyết định của tòa án tối cao. Xin lỗi quý vị, của tòa án tối cao cùng trắng đó về việc tiếp nhận đơn kháng cáo của ông Fisher. Điều này dẫn đến quyết định ngày 26 tháng 3 của thẩm phán McFadden trả lệnh tự do cho ông Sifai sau khi chấp hành xong 12 tháng của bản án, đưa đúng cái lộ trình được trả tự do ngày 31 tháng 5. Thẩm phán viết trong một lệnh: bằng chứng rõ ràng và thuyết phục Sifai không có khả năng trốn khỏi khu vực pháp lý hoặc gây tổn hại cho cộng đồng trong thời gian được thả. Công tố viên ban đầu của đảng Dân Chủ đề nghị 70 tháng tù, tức là trên gần như là 5 năm rưỡi. Lập luận trong một tài liệu tòa án rằng ông cương quyết đứng về phía những kẻ bạo loạn khi họ yêu cầu được biết tung tích của nhà lập pháp của Quốc hội tập trung tại điện Capitol để chứng nhận kết quả bầu cử. Họ lập luận rằng ông ta đã đâm bán một cột cờ của mình và một sĩ quan vào lá cờ của Liên minh miền Nam. Trên màn ảnh của chúng ta là lá cờ của Liên minh miền Nam, bởi vì ông Sifai đã sử dụng nó để đứng trước một cuộc biểu tình bất ổn đang escalated và đám đông hướng về một sĩ quan cảnh sát da đen đơn độc. Các luật sư của ông Sifai đã viết trong hồ sơ rằng ông đã bày tỏ hối hận ngay lập tức và kiên quyết về hành động của mình, giải thích ông mang cờ Liên minh miền Nam để phản đối chứ không thể hiện bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc nào. Họ cũng lập luận rằng ông Sifai không có ý cản trở công việc của Quốc hội, mà chỉ để phản đối điều ông cho là cuộc bầu cử bị đánh cắp. Con trai của ông Sifai là Hunter Sifai cũng đã tham gia vụ điện Capitol bị kết án 24 tháng tù. Giống như cha mình, tội danh duy nhất của Hunter Sifai là cản trở Quốc hội, và ông ta cũng yêu cầu được trả tự do sớm. Chúng ta sẽ tường trình tất cả những sự kiện liên quan đến cái vụ án của tối 6 tháng 1 được tường trình tại tối cao pháp viện vào ngày hôm qua. Một bản tin liên quan đến sự kiện này rất là quan trọng. Tòa án tối cao xét xử kháng cáo Landmark ngày 6 tháng 1 có thể ảnh hưởng đến vụ án của Tổng thống Trump. Đây là tác động chính thức của tòa án tối cao đến vụ án của ông Trump. Nhiều cái lý do mà tại sao ông Trump bị truy tố nhiều khu vực như tôi nói với quý vị, đó là mục đích chính trị rất là rõ ràng. Tòa án tối cao sẽ nghe tranh luận bằng miệng về Bộ Tư pháp đã sử dụng luật cản trở thời của công ty Enron dầu hỏa để cáo buộc các cá nhân vi phạm Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 của 2021. Cái quyết định của họ trong vụ án Fisher kiện Hoa Kỳ được cho là có liên quan đến DOJ truy tố Tổng thống Trump trong việc bầu cử của liên bang, cũng như hàng trăm vụ truy tố khác vào ngày 6 tháng 1. Vào ngày 6 tháng 4, các thẩm phán sẽ xem xét một phần của đạo luật Sarbanes-Oxley vào 2002 có áp dụng một số bị cáo ngày 6 tháng 1 hay không, bao gồm cả Joseph Fisker, cựu cảnh sát Pennsylvania đã vào điện Capitol vào ngày hôm đó. Ông Fisker khẳng định ông không phải là những thành viên của đám đông buộc bị chứng nhận bầu cử phải dừng lại. Trong bản tóm tắt của DOJ gửi cho thẩm phán, ông Fisher và các bị cáo khác như là Edward Jacob Land, Garrett Miller bị buộc tội hành hung một sĩ quan liên bang. DOJ đã buộc họ tội vi phạm một lần một phần của cái luật của Enron 18 đã phản đối ngôn ngữ là ngăn cản cản trở thủ tục tố tụng chính thức. Cái luật này nó cũng giống luật 331 tại Việt Nam đó quý vị. 11512 quy định bất kỳ ai corrupted, thay đổi, tiêu hủy, cắt xén hoặc che giấu hồ sơ, tài liệu, đồ vật khác hoặc cố gắng làm như vậy với mục đích làm suy yếu tính toàn vẹn của khả năng sử dụng cái đồ vật đó trong thủ tục tố tụng chính thức, hoặc nói cách khác là cản trở
ảnh hưởng hoặc cản trở bất kỳ thủ tục tố tụng chính thức nào để cố gắng thực hiện điều đó sẽ bị phạt theo danh hiệu này, hoặc là bị phạt tù không quá 20 năm, hoặc là cả hai. Phần lớn cuộc tranh luận của Bộ Tư pháp và ông Fisher xoay quanh cách giải thích cái luật phát sinh từ vụ bê bối kế toán Enron của 2001. Ông Fisher nói với thẩm phán 1512C2, bắt đầu từ nếu không thì, và kết thúc là do so, liên quan đến câu trước theo cách mà buộc tội không phù hợp trong trường hợp của ông ta. Vụ việc được đưa lên tòa án tối cao khi một thẩm phán của tòa án quận Washington đã bác bỏ cáo buộc chỉ để tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ khu vực DC khôi phục. Tòa phúc thẩm phán quyết rằng điều khoản bắt đầu từ nếu không được coi hợp là do so, bao gồm những hành vi cản trở không có trong phần trước. Thẩm phán Lauren Fan, người đưa ra ý kiến, cho biết tòa án quận cho rằng cái quy chế này không áp dụng cho hành vi tấn công nhằm thực hiện nỗ lực ngăn chặn quốc hội thực hiện nghĩa vụ theo hiến pháp. Chúng tôi không đồng ý và đảo ngược. Ông Fisher đã phản bác rằng cái phán quyết của tòa án phúc thẩm quá rộng, thuật ngữ nếu không được hiểu liên quan đến khoản điều đó. Cái đơn thỉnh cầu của ông gửi đến tòa án lập luận rằng việc sử dụng 1512C2 bên ngoài các tội phạm làm suy giảm bằng cách những cái bằng chứng sự mở rộng bất thường và chưa có trong phạm vi của đạo luật. Các luật sư trước đây đã nói với tờ báo The Apple Times với ông Fisher rằng dường như sẵn sàng giành chiến thắng tại tòa án cao nhất của quốc gia. Tuy nhiên vẫn chưa rõ phán quyết của tòa án này có tác động như thế nào với phiên tòa xét xử của Tổng thống Trump tại Washington. Các quan sát viên kỳ cựu của tòa án tối cao đó là ông Clark Levy, chủ tịch ủy ban tư pháp bảo thủ, nói rằng phán quyết của thẩm phán có thể có giúp ích cho những người rally vào ngày 6 tháng 1, nhưng ông không chắc sẽ giúp được bao nhiêu cho ông Trump. Người vẫn sẽ đối mặt với những cáo buộc khác, vẫn phải đối mặt với cử tri trong cuộc bầu cử của 2024. Ông nói cuối cùng thì Jack Smith sẽ vẫn phải hầu tòa và thậm chí có thể bị kết án ông Trump. Một luật sư khác là David German nói rằng phán quyết dành cho Fisher sẽ thật sự giết chết dự kiện của Jack Smith chống lại ông Trump. Cái cuộc tranh luận bằng miệng trong vụ án của Fisher diễn ra một tuần trước khi tòa án dự định xét xử cái kháng cáo miễn trừ của Tổng thống Trump ngày 25 tháng 4. Kháng cáo miễn trừ này Tổng thống Trump sẽ không tham dự được, là bởi vì tụi nó đang kéo dò ổng trong cái vụ án tại tiểu bang New York. Trong cái vụ án Fisher có thể lật ngược một trong những cáo buộc chống lại Tổng thống Trump, thì ông Trump đã lập luận rằng cái quyền miễn trừ của Tổng thống đã bảo vệ ông ta khỏi mọi cáo buộc của DOJ chống lại ông tại Washington. Ông nói với các cáo buộc trách nhiệm chính thức của ông với tư cách là một tổng thống, do đó đã bị bác bỏ ngay cả khi chúng liên quan đến những hành vi có phạm tội chủ đích. Đó là bản tin thứ hai quan trọng của ngày hôm qua, khi mà thật sự chúng ta chi tiết cụ thể hơn về cái sự tranh luận của tối cao pháp viện. Đó là một bài viết khác của Samantha Flum đưa ra những gì chi tiết để biết trong cái vụ tranh luận ngày hôm qua. Tòa án tối cao pháp viện nghe tranh luận vụ án có thể ảnh hưởng đến vụ truy tố nhiều bị cáo ngày 6 tháng 1, bao gồm cả Tổng thống Trump. Cựu cảnh sát sĩ quan Joseph Fisher đã bị buộc tội cùng với những tội danh khác là cản trở một thủ tục tố tụng chính thức liên quan đến vụ vi phạm Điện Capitol. Lời buộc tội đã ban đầu bị thẩm phán tòa án quận bác bỏ, nhưng phán quyết sau đó bị hội đồng thẩm phán phúc thẩm, một hội đồng của đảng Dân Chủ, hủy bỏ. Tòa án tối cao sẽ cân nhắc liệu tòa phúc thẩm có sai sót trong việc đảo ngược quyết định hay không. Tức là tòa án quận thì ok, không truy tố, nhưng mà tòa án phúc thẩm của đảng Dân Chủ thì truy tố. Vì tối cao pháp viện đang determine lại thật sự họ có truy tố hay là không truy tố. Cái vụ việc quay quanh một đạo luật của 2002 liên quan đến giả mạo nhân chứng. Nạn nhân hoặc là người cung cấp thông tin được thông qua giải quyết vụ bê bối kế toán Enron. Đạo luật 18 Bộ luật Hoa Kỳ là quy chế tiếp theo của việc cấm giả mạo tài liệu, hồ sơ, đồ vật ngăn cản việc sử dụng chúng trong thủ tục tố tụng chính thức. Điều khoản mà Fisher bị buộc tội mở rộng lệnh cấm đối với bất kỳ ai cản trở, ảnh hưởng hoặc là cản trở bất kỳ thủ tục tố tụng chính thức nào và cố gắng làm như vậy. Các luật sư của Fisher là thẩm phán quận Calonico nói rằng cái luật này có liên quan đến nhiều điều khoản trước đó và chỉ áp dụng cho những hành vi cản trở liên quan đến tài liệu và hồ sơ. Nhưng chính phủ và tòa phúc thẩm cho rằng nếu không bao gồm tất cả những hình thức cản trở khác. Tòa án,
Quận cho rằng đạo luật này không áp dụng cho hành vi tấn công, thực hiện mục đích ngăn chặn Quốc hội thực hiện nghĩa vụ trái hiến pháp. Chúng tôi không đồng ý và đảo ngược, tòa phúc thẩm tuyên bố. Một số chuyên gia pháp lý dự đoán tòa án sẽ ra phán quyết có lời cho Fisher về ý nghĩa rộng lớn của việc đứng về phía chính phủ. Trong đó có ông Jim Bowling, phó chủ tịch phụ trách vấn đề pháp lý của tổ chức Thái Bình Dương. Người cho biết Bộ Tư pháp coi cái luật này là một điều khoản thả nổi tự do, trong đó bất kỳ ai cản trở thủ tục tố tụng chính thức nào hoặc cố gắng làm như vậy đều phải ở tù 20 năm. Điều này là cái điều mà nó còn rõ ràng. Trong cái vụ án và phiên điều trần ngày hôm qua, ngày 6 tháng 1, luật sư của bị cáo cho biết cáo buộc cản trở chỉ là mục đích giả mạo bằng chứng. Trong phần mở đầu, Jeffrey Green, luật sư của bị cáo Jim Fisher ngày 6 tháng 1, lập luận rằng cái mục 1512C của đạo luật Sarbanes-Oxley chỉ nhằm mục đích để áp dụng cho các trường hợp giả mạo bằng chứng. Luật này được ban hành sử dụng bê bối của Enron khi lãnh đạo công ty tiêu hủy hàng loạt các tài liệu và bằng chứng trong khi chờ đợi một cuộc điều tra quy mô rộng. Ông Green cho biết Quốc hội đã thông qua luật để ngăn chặn cái hành vi tái diễn này. Các cuộc truy tố ngày 6 tháng 1 chứng minh rằng có rất nhiều trọng tội, tội nhẹ bao trùm hành vi bị cáo buộc. Ông nói đạo luật giả mạo bằng chứng Enron điều mà có trụ sở tại Sarbanes-Oxley không phải là một trong số đó. Trong khi đó, luật sư đã bối rối trước câu hỏi của hòa thẩm phán tối cao pháp viện Sotomayor. Thẩm phán Sonia Sotomayor đã phỏng vấn Jeffrey Green, luật sư của Jeff Fisher. Lập luận của ông về cách áp dụng quy chế được cập nhật 1512C của bộ luật Hoa Kỳ nếu không theo cách đó sử dụng để chống lại những khách hàng của ông. Thẩm phán khẳng định rằng có sự trình bày rất khác về các luật trong cái điều khoản thứ hai của đạo luật, nói rằng tất cả những gì tôi phải làm là có ý định làm xíu cái ngôn ngữ đó. Tôi không cần phải có một thủ tục tố tụng thật sự mà tôi làm xíu đối với bạn cần một thủ tục tố tụng để làm xíu nó. Ông Green dường như không làm theo ý của thẩm phán và nói tôi đoán là tôi hơi bối rối, thẩm phán sau nhà. Bởi vì khi tôi đọc điều này, tôi nghĩ chính phủ sẽ nói bất kỳ nỗ lực nhắm vào một quy định trong cái luật. Thẩm phán của đảng Cộng Hòa, bà Amy Perrett hỏi về nỗ lực cản trở như thế nào. Thẩm phán Amy đã hỏi liệu chính phủ có thể đưa ra cái điều khoản thứ hai hay không. Hoặc thứ hai là cản trở ảnh hưởng hoặc là cản trở cái thủ tục tố tụng chính thức nào đó. Để cố gắng thực hiện điều đó, sẽ phạt theo tiêu chuẩn này hoặc để phạt tù không quá 20 năm hoặc cả hai. Cố gắng chứng minh khách hàng của mình thật sự đã cố gắng can thiệp vào việc đưa các chính chỉ đến bàn của phó chủ tịch, tổng thống để kiểm phiếu thay vì cản trở việc kiểm phiếu của chính trị. Luật sư Green nói rằng là luật không cấm hoạt động dựa trên bằng chứng hình thể, hình thức. Tuy nhiên, thẩm phán Brett nói rằng giả thuyết của cô ấy là liên quan đến bằng chứng vì nó tập trung đến cái sự chứng chỉ đến tay phó tổng thống, giống như cách mà ai nói trong phiên tòa hoặc là thủ tục tố tụng hình sự có thể gắn ngang việc cản trở ra bằng chứng. Tuy nhiên, ông Green cũng nhấn mạnh trong trường hợp của khách hàng của ông nằm ngoài điều khoản này và nói sự cản trở hoặc trì hoãn trực tế không nằm trong đó. Ông nói Quốc hội đang cấm một loạt hành vi suy yếu thật sự làm thay đổi tài liệu mà thật sự ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của chúng. Trong khi đó, thẩm phán của đảng Dân Chủ Biden bổ nhiệm đặt câu hỏi. Thẩm phán Jackson đặt câu hỏi liệu bằng chứng có được nêu trong quy chế hay không. Các quý vị, đó là tường trình. Tường trình những gì mà thật sự chúng ta thấy được trong cái vụ án của ngày 6 tháng 1 trên tối cao pháp viện. Thẩm phán tối cao bà Jackson, tôi hỏi luật sư của bị cáo Green vào ngày 6 tháng 1 liệu bằng chứng có được nêu trong mục 1512 hay không. Cô nói phần của C1 đó là hồ sơ tài liệu hoặc đồ vật khác, nhưng không nghĩ rõ ràng là bằng chứng được bị giả mạo thì mới vi phạm cái luật pháp. Tôi đánh giá cao điều đó. Ông biết đấy, bằng chứng có thể là một thứ như vậy, nhưng ông có thể tưởng tượng một thế giới trong đó có hai thứ khác nhau. Vậy bằng chứng đến từ đâu, lý thuyết của ông tại sao và nó ở đó, thẩm phán Jackson hỏi. Ông luật sư Green trả lời, ông tin rằng đạo luật không bao gồm những bằng chứng trong cuộc điều tra hoặc xét xử và nó không chỉ giới hạn những tài liệu hoặc hồ sơ. Ông Green cho biết nó cũng có thể bao gồm những hồ sơ điện tử, thông tin liên lạc và email. Trong khi đó, thẩm phán của đảng Dân Chủ đặt câu hỏi về quy chế không giới hạn trong việc làm hỏng cái bằng chứng như thế nào.
Thẩm phán tòa án tối cao Obama bổ nhiệm lập luận rằng 11512C2 không chỉ giới hạn việc làm hỏng bằng chứng. Cái điểm chung của những thứ rơi vào C2 cũng phải gây ảnh hưởng hoặc cản trở những gì C2 không nói sự thật là C2 cũng đã làm hỏng bằng chứng, bà nói. Bà lập luận rằng cái quy chế hình sự bao gồm những hành vi tương tự như là cản trở một quá trình tố tụng. Quy chế cho chúng ta biết hành vi tương tự có thể rõ ràng như thế nào, thẩm phán Kagan nói thêm. Trân trọng thẩm phán Kagan, đạo luật này cho chúng ta biết tác động của hành vi chỉ định của C1 là thay đổi, phá hủy, cắt xén hoặc là che giấu tài liệu, hồ sơ, các đồ vật. Luật sư Green đã nói để đáp lại câu hỏi của Obama thẩm phán. Trong khi đó, một thẩm phán khác được bổ nhiệm bởi Obama đặt câu hỏi về stopgap provision, tức là điều khoản tạm thời. Thẩm phán Elena Kagan đã hỏi ông luật sư rằng quy chế này sẽ không cần thiết và sau đó có chức năng như một điểm tựa, bà nói. Cái tính lỏng thường của một lập luận hay là giải thích khi theo luật định, nhưng nó không phải là một lập luận khi Quốc hội đang đặc biệt đưa ra một điều khoản hỗ trợ để lấp đầy những khoảng trống có thể tồn tại. Họ không chỉ biết chính xác chúng tồn tại thế nào, nhưng họ nghĩ rằng chúng có thể tồn tại trong chương trình luật định và có từ trước với mục đích của điều khoản này. Luật sư Green dẫn một trường hợp trước đó là ý kiến bất đồng của tòa án rằng quan điểm được cho là điều khoản chung. Thẩm phán nói, tôi gặp khó khăn với lập luận một tính siêu lỏng vì toàn bộ phần cản trở này là tính siêu lỏng của nó, tức là cái luận điểm nó không có chặt chẽ đó. Không có một điều khoản nào mà luật sư đưa ra có thể đặt đó vào 11215 để tiêu hủy bằng chứng và nó khác nhau như thế nào. Trong khi đó, thẩm phán Alito được bổ nhiệm bởi đảng Cộng Hòa cảnh báo lập luận của luật sư có thể cắn nhiều bạn hơn cả thị nhai. Với những điểm tương đồng về ngôn ngữ, hai phần quy chế đề cập, thẩm phán Alito đã khẳng định rằng cả hai điều liên quan đến những tài liệu hoặc đồ vật bị suy giảm hoặc tính toàn vẹn, tính khả dụng của chúng bị xâm phạm. Thì tóm lại cả một câu chuyện, đó là những câu hỏi qua lại để chúng ta hoàn toàn thấy cái sự kiện của ngày 6 tháng 1 là sự kiện far over, kết thúc. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy trong cái phiên tòa, xin lỗi viện, cái phiên tòa chính thật sự đó, chúng ta đã hoàn toàn thấy rằng là tối cao pháp viện rất là skeptical, rất là skeptical, hoài nghi việc cáo buộc cản trở ngày 6 tháng 1 được sử dụng trong vụ án của Trump. Đây là cái điểm rất đáng mừng của ngày 6 tháng 1. Các thẩm phán tòa án tối cao đảng Bảo thủ nhìn chung có vẻ thông cảm với cựu sĩ quan cảnh sát Fisher bị buộc tội theo luật cải cách kế toán sau khi ông ta vào điện Capitol 4 phút vào ngày 6 tháng 1 của 2021. Dù việc được theo dõi chặt chẽ khi tòa án đã quyết phán quyết, phán quyết đã có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm vụ truy tố ngày 6 tháng 1, gồm cả liên quan đến ngày 6 tháng 1 chống lại Tổng thống Trump. Joseph Fisher đến từ Johnstown, Pennsylvania, đã bị truy tố về một số tội danh sau cái vụ điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, bao gồm một cản trở thủ tục tố tụng chính thức theo luật cản trở Enron 18 của Bộ luật Hoa Kỳ 11512. Cái bản báo cáo theo phần này có thể dẫn đến 20 năm tù. Thì vấn đề nằm ở chỗ, đạo luật này được đưa ra dù bê bối của Enron, nhưng mà thẩm phán thì có vẻ như rất là skeptical về điều này và có khả năng rằng là sự kiện ngày 6 tháng 1, cái luật này sẽ trả tự do cho rất rất là nhiều người. Và đó là những gì mà chúng ta hoàn toàn thấy. Tôi hy vọng rằng tối cao pháp viện sẽ thức tỉnh vì điều này, và tối cao pháp viện phải ra tay để không cái đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục bẻ cong của luật pháp để đi truy tố những đối thủ chính trị, đi tố những người ủng hộ cái đảng đối lập của đảng Dân Chủ là đảng Cộng Hòa. Và đó là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm qua trong sự kiện của tòa án tối cao căng nhất, cái cáo buộc cản trở được sử dụng chống lại ông Trump, vụ án ngày 6 tháng 1. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin quan trọng trong chương trình của The LV News, và chương trình được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Xin chào, với trở lại chương trình của LV News, và chương trình chúng tôi sẽ premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Chương trình buổi chiều sẽ là những bản tin thời sự đặc biệt. Chúng tôi cố gắng để những cái chủ đề để quý vị dễ theo dõi.
Thường thường chương trình buổi chiều khoảng 30 phút và chương trình buổi sáng khoảng 1 tiếng. Trở lại cập nhật cái tình trạng liên quan đến vụ án của Tổng thống Trump. Công tố viên Manhattan đã yêu cầu thẩm phán buộc tội ông Trump là khinh thường tòa án. Đây là cái động thái mới nhất để chúng ta thấy những thành viên của đảng Dân Chủ, by the way, tất cả những vụ án liên quan đến truy tố ông Trump mà tất cả những truyền thông đều quên nhắc. Đó là gì? Đó là những người truy tố ông Trump là những thành viên cộm cán của đảng Dân Chủ. Các công tố viên trong vụ án được gọi là tiền bịt miệng hay là tiền bí mật đã nộp hồ sơ tòa án vào hôm nay để cáo buộc Tổng thống Trump ngày 16 tháng 4 đã vi phạm cái lệnh bịt miệng. Lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ khi mà thật sự tòa án và công tố viên tấn công ông Trump thì được. Còn ông Trump phản biện trở lại thì được liệt vào là tiền bịt miệng. Bị bịt miệng. Cuộc thẩm phán khi bình luận về các nhân chứng tiềm năng và có khả năng liên quan đến vụ án. Vài tuần trước, thẩm phán Chu Hoang Merkin, by the way, thẩm phán này, con của ông ta là một cánh tay nối dài của đảng Dân Chủ nằm trong cụm cán gây quỹ cho đảng Dân Chủ. Vợ của ông ta là một người làm việc cho Bộ trưởng Tư pháp bà James, đang truy tố ông Trump trong vụ án 454 triệu đô la. Viết rằng ông không thể đưa ra bình luận công khai về các nhân chứng như là luật sư Michael Cohen. By the way, luật sư Michael Cohen là một luật sư đã chứng minh được ông ta là kẻ nói dối trước Quốc hội. Vì ông ta đang đi tố ngược lại thân chủ của mình. Những hành động mà ông ta đã advise cho ông Trump trong quá khứ. Nhưng về những nhân chứng này mà đảng Dân Chủ cho rằng là nhân chứng ngôi sao của họ. Khi một kẻ nói dối trước Quốc hội, một kẻ đang đi ngược lại và đâm cái đơn kiện lên thân chủ của mình để tố thân chủ của mình, thì gọi rằng là nhân chứng ngôi sao của đảng Dân Chủ. Nghệ sĩ biểu diễn người lớn phim khiêu dâm đó là bà Stormy Daniels. Trời đất ơi, nhân chứng ngôi sao của đảng Dân Chủ. Ông Alvin Bragg đã nói, tòa án này một lần nữa nên nhắc nhở lại bị cáo tuân thủ nghĩa vụ của mình theo lệnh. Và cuối cùng tòa án nên cảnh cáo bị cáo Trump. Bị cáo Trump rằng những hành vi phạm tội trong tương lai đối với hạn chế của tòa án này, với những tuyên bố ngoài tư pháp của ông ta có thể bị trừng phạt, không bằng những khoản tiền bổ sung mà có thể hạn giam đến 30 ngày. Giam đi. Giam ông 30 ngày thì để ông Trump ông thắng luôn cuộc bầu cử, khỏi bầu luôn. Vì rằng người Mỹ rất sợ. Người Mỹ không phải là người Nga. Không phải là người Nga khi thật sự Vladimir Putin mà tống cái ứng cử viên đối thủ của họ vào tù, rồi tiếp tục bỏ cho Putin khi nhìn lại cái nền kinh tế dưới thời của Biden. Chúng ta chỉ còn lật ngược lật xuôi hai bàn tay trắng. Họ lập luận rằng điều cực kỳ quan trọng là bị cáo phải ngay lập tức dừng một hành vi vi phạm hạn chế hẹp của lệnh 1 tháng 4. Để bảo đảm được cái tính toàn vẹn của phiên tòa đang diễn ra. Một phiên tòa đầy bất công. Đến cái mức độ mà bồi thẩm đoàn trong ngày đầu tiên không lựa chọn được là bởi vì cái bồi thẩm đoàn hầu như là những kẻ chống Trump và họ phải tự cáo trị bản thân của họ. Họ biết ông Trump sẽ bị phạt 1.000 đô la cho mỗi lần vi phạm. Thẩm phán Merkin đã lên lịch điều trần cái đề nghị này vào ngày 23 tháng 4, tức một tuần kể từ ngày hôm nay. Kiến nghị của tòa án được đưa ra sau khi công tố viên Brad đã đề cập một bài đăng gần đây của ông Trump trên trang mạng True Social, gọi ông Cohen và Clifford là hai kẻ nhếch nhác. Ủa? Hai kẻ nhếch nhác, hai kẻ nói dốc trước Quốc hội không được à? Ông Trump đã phàn nàn như Michael Cohen và Clifford, cả hai nhân chứng đều chủ chốt của cơ quan công tố, được phép chỉ trích ông trên phương tiện truyền thông khi ông phải giữ im lặng. Đúng luôn. Cái vấn đề nằm ở chỗ vì thấy là tụi nó muốn bịt miệng, nhưng mà tụi nó không bịt miệng Michael Cohen gì, bịt miệng Stormy Daniels. Cái điểm mấu chốt mà nằm ở chỗ đó là như vậy, là sự kinh hoàng về cái cách mà đảng Dân Chủ đang bẻ cong cái tư pháp và luật pháp của chúng ta như thế nào. Đầu tháng 4, thẩm phán Merkin đã mở rộng cái lệnh bịt miệng của ông Trump sau khi ông đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích con gái của thẩm phán là thành viên của đảng Dân Chủ, cho rằng đó là những bằng chứng cho thấy thẩm phán sẽ không xét xử ông Trump một cách công bằng.
Các luật sư của Tổng thống Trump lập luận rằng cái lệnh bịt miệng là vi hiến để hạn chế quyền tự do ngôn luận của ứng cử viên đảng Cộng hòa, trong khi ông đang vận động tranh cử Tổng thống và chống lại các cáo buộc hình sự. Luật sư Amy Bo của ông Trump cho biết tại một phiên điều trần khẩn cấp vào tuần trước tại tòa phúc thẩm, những tác hại của tu chính án thứ nhất phát sinh từ lệnh bịt miệng này không thể khắc phục được. Ông có lập luận rằng ông Trump không nên bịt miệng trong khi những người chỉ trích thường xuyên công kích ông. Vấn đề nằm ở chỗ là những người chỉ trích ông Trump. Và khi mà giống như là vì thấy nó về nó mát mẻ lắm. Nó sử dụng cái tòa án của đảng Dân Chủ mà. Tòa án này là tòa án của đảng Dân Chủ chứ đâu tòa án của nhân dân đâu. Nó phải là tòa án của liên bang, đó là tòa án của tiểu bang, là tòa án công bằng, tòa án của đảng Dân Chủ. Ông Bovi tuần trước lập luận rằng cái lệnh này là vi hiến hạn chế những lời chỉ trích của Trump vì vụ việc với khả năng nói chuyện với công chúng, bỏ phiếu và quyền được nghe ý kiến của ông. Đáp lại thì Stephen Wu, một cái thằng Tàu đầu kiển đứng đầu phúc thẩm của văn phòng luật sư quận phản bác rằng lợi ích công cộng phải bảo đảm tính toàn vẹn của phiên tòa. Như vậy tại sao tụi bay không cấm Michael Cohen và Stormy Daniels đưa những lời tố cáo ông Trump không có sự thật trên những truyền thông như CNN và MSNBC? Thằng đầu kiển này nói rằng là điều chúng tôi đang nói là lịch sử không thể chối cãi của bị cáo trong việc đưa ra những bình luận mang tính kích động dèm pha. Ê, sao tụi bay để cho Michael Cohen và Stormy Daniels lên những trang mạng của đảng Dân Chủ để kích động và dèm pha ông Trump? Đây không phải là tranh luận chính trị, đây là lời xúc phạm. Nhưng những đứa khác thì xúc phạm Trump được, trong khi ông xúc phạm trở ngược lại thì tụi bay cho rằng là vi phạm cái lệnh bịt miệng. Ông Bo cũng khẳng định rằng công tố viên đã gặp khó khăn trong việc mời một số nhân chứng làm chứng bởi vì họ biết tên của họ nên báo chí có thể dẫn về điều này. Ông Bo không nên nêu tên những nhân chứng, nhưng họ lưu ý rằng bao gồm những người sẽ làm chứng về hoạt động lưu trữ hồ sơ. Trước ngày thứ hai của phiên tòa, Tổng thống Trump đã chỉ trích thẩm phán Merkin và nói trên trang mạng True Social rằng cái lệnh được bịt miệng dỡ bỏ vì vụ án đáng lẽ phải được hủy bỏ từ lâu. Phát biểu với phóng viên trước khi bước vào phòng xử án Manhattan, ông Trump nói rằng thay vào đó ông nên vận động tranh cử tại những nơi Pennsylvania, Florida hơn là buộc phải ngồi trong phòng xử án cả ngày. Vào ngày thứ nhất, thẩm phán Merkin đã trực tiếp cảnh báo ông Trump nếu ông không ra hầu tòa, ông có thể đối mặt với khả năng bị bắt và ngồi tù. Các luật sư của ông đã yêu cầu thẩm phán nghỉ vài ngày, bao gồm cho việc Tổng thống Trump tham dự cái phiên điều trần tối cao pháp viện và lễ tốt nghiệp trung học của con trai của ông, Barron Trump. Vụ án hình sự tại New York liên quan đến cáo buộc Tổng thống đã làm giả hồ sơ công ty để che giấu bản chất các khoản thanh toán tiền cho Cohen, người cho biết ông giúp đỡ chôn vùi những câu chuyện tiêu cực trong chiến dịch tranh cử 2016 của mình. Các hoạt động của ông Cohen bao gồm cả $130,000 để ngăn chặn những cáo buộc về quan hệ tình dục hôn nhân với Tổng thống Trump, điều mà ông Trump đã phủ nhận từ bà Stormy Daniels. Năm ngoái, ông Trump đã không nhận tội với 34 tội danh nghiêm trọng, những bác bỏ những tuyên bố của bà và luật sư của ông lập luận rằng những khoản tranh toán trong cuộc bầu cử 2016 cho ông Cohen, người đang phải ngồi tù liên bang với tội danh, nhiều tội danh khác nhau. Wow! Giờ đó chúng ta trở lại cái bản chất của vụ án. Một bài bình luận rất tuyệt vời của ông Brad Smith và chúng ta sẽ đi vào bình luận này. Để chúng ta thấy cái bản chất của đó là tất cả những hành động của ông Trump làm thật sự không có vi phạm cái luật có liên bang gì cả. Nó mở rộng cái vụ án để làm gì? Để truy tố ông. Phần lớn bình luận về vụ việc báo cáo chống lại Alvin Bragg cho thẩm phán Merkin. Như ông Trump có lập trường bảo vệ pháp lý về công lý, những người ủng hộ ông nên sử dụng vào điều này. Phiên tòa xét xử ông Trump diễn ra đầu tiên, dự kiến bắt đầu trong cái tuần này, với cáo buộc rằng ông Trump đã vi phạm luật của New York để đưa công ty báo cáo sai các khoản thanh toán cho Stormy Daniels là phí pháp lý thay vì chi tiêu chiến dịch. Vì nguyên tắc vị thấy sự kiện là y chang như sự kiện của bà Clinton. Như bà Clinton thì bị phạt, ông Trump thì bị truy tố. Phần lớn bình luận về vụ án ít nhất là từ những người bảo vệ cho Tổng thống Trump, bao gồm cáo buộc biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã lạm dụng quyền lực của mình để trả thù chính trị và thẩm phán Juan Merkin là một người thiên vị. By the way, cái mô đẹp của họ là họ tranh cử để có cái chức vụ công tố viên quận hay là biện lý quận.
với cái mục đích là để đi track down Trump. Những lời buộc tội này đi thẳng vào trọng tâm của nhà nước Pháp Viện và không nên xem nhẹ. Nhưng một điều quan trọng không kém là họ không đề cập đến việc liệu ông Trump thật sự có phạm tội như cáo buộc hay không. Đó sẽ sớm là câu hỏi được đưa ra trước bồi thẩm đoàn. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy thừa nhận thiện chí và tính chuyên nghiệp của cơ quan nhà nước có liên quan và giải thích lý do tại sao vụ việc của Manhattan là sai về mặt pháp luật. Việc báo cáo sai chi phí kinh doanh thường là một hành vi sai trái. Ông Brad đã tìm cách quy kết nó trở thành một trọng tội ở đây bằng cách lập luận rằng việc báo cáo sai được thực hiện để che đậy cái tội ác. Thường thường báo cáo sai trong cái vấn đề kinh doanh là chuyện rất bình thường. Nhưng Alvin Bragg thì lại tấn công ông Trump về điểm này và thật sự cho rằng ông báo cáo sai để che đậy cái tội ác. Tội phạm bị cáo buộc đó là vi phạm đạo luật chiến dịch bầu cử liên bang FECA. Lý thuyết cho rằng khoản thanh toán của Trump cho Daniel là chi tiêu chiến dịch tranh cử, do đó cần phải được công khai. Ok, về lý thuyết, bằng cách không báo cáo chi tiêu, ông Trump đã ngăn cản công chúng những thông tin có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ. Có nghĩa rằng là tụi nó nói rằng là cái khoản mà trả cho Stormy Daniel là phải đi công khai trước ủy ban bầu cử để cho người dân biết được rằng là ông Trump đi gian díu với Stormy Daniel. Nhưng mà trên thực tế tiếp theo, có một vấn đề với lý thuyết này với tố cáo của quần. Khoản thanh toán cho Daniel không phải là khoản thanh toán cho chiến dịch tranh cử, chính xác 100%. Quý vị nên nhớ cái khoản thanh toán này là khoản thanh toán về pháp lý mà một người như là ông Michael Cohen đưa ra cái advice cho ông Trump là phải trả tiền cho bà Stormy Daniel để bà không có tố cáo ông Trump một cách xả láng như vậy. Nhưng nguyên tắc cái vụ bị chụp mũ rất là bình thường, và trong vấn đề kinh doanh một số người trang đông dự kiện quan trọng thì họ có thể trả tiền bịt miệng là chuyện bình thường. Để bảo vệ ông Brad thì FECA định nghĩa chi tiêu cho chiến dịch tranh cử là bất kỳ khoản thanh toán nào nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Và chắc chắn có một số bằng chứng cho thấy ông Trump đã đồng ý một thỏa thuận không tiết lộ về thông tin với Daniel, ít nhất là một phần để ngăn cản cô ấy kể câu chuyện của mình trong ngày kết thúc chiến dịch tranh cử, tức là ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ điều này trong một chút. Các ứng cử viên chính trị luôn làm những việc nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Nhưng tuy nhiên điều đó không được coi là chi tiêu cho chiến dịch tranh cử. Ví dụ như một ứng cử viên không thể mua một bộ vest mới, làm trắng răng hoặc trả tiền phẫu thuật thẩm mỹ bằng quỹ vận động tranh cử, ngay cả khi ông ta làm như vậy với mục đích là trông đẹp hơn trong quá trình tranh cử hoạt động. Chính xác luôn. Như là phải đâu có số tiền nào cũng được liệt vào là quy định trong quỹ tranh cử đó. Bây giờ tiền đi nói dò cho nó cao một chút, để cho nó cao giống như Ron DeSantis, tôi giả sử như vậy, thì được liệt vào là cái quỹ tranh cử hay không? Đó là bởi vì trong luật tài chính vận động tranh cử, những loại chi tiêu này được là sử dụng cá nhân. FECA đặc biệt nghiêm cấm chuyển đổi quỹ tranh cử sang mục đích cá nhân, được định nghĩa bất kỳ khoản chi tiêu nào để sử dụng thực hiện coi cam kết nghĩa vụ phí chi phí tồn tại bất kỳ cuộc chiến dịch tranh cử của ứng cử viên. Điều khoản này là một phần cốt lõi của luật pháp. Một ứng cử viên không thể sử dụng tiền đóng góp của chiến dịch để mua một chiếc đồng hồ đắt tiền, bất kể nó giúp ông ta trông đẹp như thế nào trong quá trình vận động tranh cử, hay nó sẽ giúp ông ta đi đúng cái tiến độ mức độ nào. Ông ta không thể mua một chiếc áo khoác cashmere ngay cả khi ông ta cảm thấy mình cần nó để vận động tranh cử trong cái lạnh mùa đông của bầu cử sơ bộ New Hampshire. Đóng góp cho chiến dịch phải được sử dụng cho nghĩa vụ tồn tại chỉ nhờ vào chiến dịch. Hãy đến nhân viên chiến dịch trụ sở chính quảng cáo đi đến sự kiện chiến dịch bỏ phiếu tập trung, nhóm những bài phát biểu. Không thể sử dụng chúng để mua cho ứng cử viên bất cứ thứ điều gì có thể hữu ích cho chiến dịch tranh cử theo cách đó. Như vậy, quy định của Ủy ban bầu cử liên bang nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn để xác định xem điều đó có nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử hay không là một tiêu chuẩn khách quan. Bản chất của khoản chi phí chứ không phải là mục đích chủ quan của ứng cử viên chi trả sẽ quyết định xem khoản chi nào là chi phí tranh cử hợp lý hay là khoản chi nào là sử dụng cá nhân bất hợp pháp. Gần gũi hơn, một doanh nhân, một ứng cử viên không thể sử dụng cái quỹ tranh cử để trả thưởng cho nhân viên.
ngay cả khi mục đích chính của ông ta là đánh bóng hình ảnh của mình như một người chủ nhân từ để nâng cao triển vọng bầu cử của mình. Một ứng cử viên không thể sử dụng quỹ tranh cử để trả tiền mặt cho luật sư niêm phong hồ sơ ly hôn hoặc là giải quyết các vụ kiện chống lại công ty mà ông ta sở hữu, ngay cả khi mục đích đó che giấu thông tin nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Đúng luôn, có nghĩa là Alvin Bragg đang truy tố ông Trump, và tại sao ông Trump trả 130.000 đó mà không trả bằng cái quỹ tranh cử bầu cử? Mà trong khi đó thì đương nhiên quỹ tranh cử bầu cử ấy đâu có được đâu, đó là chuyện cá nhân mà. Cách tiếp cận là lẽ thường. Có ai thật sự nghĩ rằng một ứng cử viên sử dụng quỹ tranh cử để giải quyết vụ kiện hoặc đe dọa kiện tụng phát sinh từ hoạt động diễn ra từ lâu trước khi ông ta tranh cử? Vì trở thành một ứng cử viên thật căng thẳng, một chút thư giãn khó có thể khiến ứng cử viên hiệu quả trong chiến dịch tình thế khó khăn. Điều đó có nghĩa là khoản đóng góp cho chiến dịch của quý vị phải trả để xoa cho ứng cử viên. Còn với tư cách là câu lạc bộ đồng quê hoặc là vé tham dự Super Bowl, xét cho cùng ứng cử viên có thể mang nhà tài trợ tiềm năng thì sao? Như vậy tất cả những thứ này được sử dụng vì mục đích cá nhân. Mặc dù ứng cử viên quyết định mua hoặc chi tiêu nó có thể giúp ích cho chiến dịch, tuy nhiên nếu chúng không được sử dụng cho mục đích cá nhân thì chúng được thanh toán bằng quỹ tranh cử. Đó là những gì chúng ta muốn. Các nhà tài trợ chiến dịch với tư cách thành viên câu lạc bộ, vé tham dự sự kiện thể thao, tủ quần áo đắt tiền hoặc trả tiền những thỏa thuận không tiết lộ thông tin và những vấn đề dân sự. Đây là phần đáng sợ nhất của vụ truy tố ông Trump. Nếu ông Trump thực hiện các khoản tranh tốn này bằng quỹ tranh cử, có vẻ gần như chắc chắn ông ấy sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự cố ý và cố tình sử dụng quỹ tranh cử để trả cho nghĩa vụ cá nhân. Cái vụ này hai đường nào ông Trump cũng bị truy tố cả, bởi vì mục đích chính trị. Nếu ông Trump sử dụng 130.000 đô la từ cái quỹ tranh cử, ông Trump cũng bị truy tố là bởi vì tụi nó liệt vào cái này là vấn đề cá nhân. Bây giờ ông Trump sử dụng 130.000 đô la tiền riêng của mình, qua thông qua cái tiền riêng của mình để mình trả cho cái pháp lý, thì tụi nó truy tố là tại sao ông Trump, nói chung đường nào ông Trump cũng bị truy tố về vụ án này cả. Là bởi vì tụi nó dạch lá tìm sâu và tụi nó bẻ cong cái luật pháp, nó tạo ra một cái khấu riêng luật pháp cho ai? Cho ông Trump. Nếu việc truy tố của ông Brad thành công, điều đó có nghĩa là một ứng cử viên có thể sử dụng quỹ tranh cử để thanh toán hầu hết nghĩa vụ mà ứng cử viên có thể lập luận rằng sẽ mang lại lợi ích cho ứng cử của mình. Có lẽ tệ hơn, các công tố viên nhiệt tình có thể khiến một ứng cử viên đến hoặc đi, làm giả hồ sơ nếu quỹ tranh cử không sử dụng, sử dụng cá nhân bất hợp pháp nếu sử dụng quỹ tranh cử. Wow! Mà trên thực tế, bài viết này rất là quan trọng. Và tác giả đã đưa ra một cái luận điểm choáng váng, tức là cái điểm mấu chốt của nó. We see what happened. Tòa án phúc thẩm sẽ như thế nào? Nhưng mà đương nhiên ông Trump sẽ bị kết án. Ông Trump hoàn toàn sẽ bị kết án, vì ông Trump sẽ bị chụp một cái tấm hình vào tù. Tôi giả sử như vậy, đó là cái mục đích của tụi nó. Nhưng mà càng làm như vậy thì ông Trump lại càng thăng tiến trong cái polling. Và đây là lời tuyên bố của bà Laura Trump. Bà nói điên rồ. Tố cáo với vụ án tiền bịt miệng, nó có thể thúc đẩy chiến dịch tranh cử của Trump. Trở lại, Laura Trump, con dâu của ông Trump, nói rằng cái vụ kiện tiền bịt miệng chống lại ông là điên rồ và sai trái khi phiên tòa bắt đầu vào ngày hôm qua. Về ngày thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn với News Nation, đồng chủ tịch ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa đã chỉ trích biện lý quận Manhattan vì đã nhằm mục tiêu về tổng thống thứ 45. Rõ ràng là nó sai. Bạn sẽ không bao giờ thấy cái điều này ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bà Laura nói. Thật nực cười khi họ lôi người đàn ông này vào phòng xử án tại thành phố New York. Rõ ràng việc này mang tính đảng phái đến mức chính Alvin Bragg thậm chí sẽ không tiếp nhận cái vụ việc này khi nào cho đến khi chiến dịch tranh cử của Trump tuyên bố ông ấy đang tranh cử tổng thống. Có nghĩa là bà đưa ra một cái lập luận rằng cái vụ án này bị truy tố là bởi vì ông Trump đi tranh cử tổng thống. Tổng thống Trump ngày 15 tháng 4 đã lên lịch, làm nên lịch sử trở thành một cựu tổng thống đầu tiên. Trong phiên hồng xử án tại thành phố New York, bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh trong chiến dịch tranh cử của 2016.
Trước khi bước vào phòng xử án, Tổng thống Trump đã nói với phóng viên rằng tòa án là một cuộc tấn công vào nước Mỹ. Ở một đối chủ chính trị đồng thời nói thêm, chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra trước đây. Trong một cuộc phỏng vấn thì con dâu của ông Trump cho biết cựu biện lý quận Manhattan. Xin lỗi, vì cựu biện lý quận Manhattan Cyrus Vance sẽ không truy tố vụ án. Vì ông ấy nói điều này thật lố bịch. Cô ca người bố chồng của mình vì lòng dũng cảm khi ông ta đối mặt với những trường hợp bị tố cáo về chính trị. Lưu ý rằng điều đó thường nâng cao vị thế của ông trong cuộc thăm dò cuộc đua vào tổng đốc 2024 và tăng cường cái quỹ tranh cử cho ông. Cô nói, đây không phải là lần đầu tiên bố chồng rơi vào tình huống chưa từng có, hoàn toàn không mong muốn như thế này. Nó chỉ cho bạn thấy một người đàn ông này thật sự mạnh mẽ đến mức khi nào. Ông ấy không chỉ đối mặt với những điều này, mà chỉ ra rằng thật sự sai lầm nghiêm trọng khi tấn công ông. Nhưng mỗi khi bạn thấy điều này xảy ra đối với ông Trump, số phiếu bình chọn của ông ta lại tăng. Mọi người lại ủng hộ ông ấy nhiều hơn. Đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa cho biết cái phiên tòa sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống diễn ra, khi ông phải phân chia cái thời gian trong phòng xử án các cuộc vận động tranh cử trong khoảng 8 tuần. Cựu Tổng thống đã nhiều lần nói rằng cái phiên tòa cùng với 3 vụ án hình sự riêng biệt khác là một hình thức can thiệp bầu cử nhằm làm chệch hướng chiến dịch tranh cử của ông. Hôm thứ Hai, thẩm phán Joan Merkin, chủ tọa của vụ án, đã cảnh báo Tổng thống thứ 45 rằng ông có thể bị bắt vì bỏ lỡ ngày ra tòa, mặc dù luật sư của ông Trump tuyên bố là ông sẽ tham gia bào chữa. Thẩm phán Merkin cũng nói rằng ông Trump không thể nào phép vắng mặt trước tòa vào cuối tuần tới khi tham dự một dự án, một cái sự kiện liên quan đến tối cao pháp viện. Đó là cái lời tuyên bố của bà Laura Trump. Nhưng một điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là gì? Đó, cái dự án này là dự án mà ở Manhattan vốn nghiêng về đảng Dân Chủ. Dữ liệu cho thấy chỉ có 12% cư dân của thành phố này đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử cho 2020. Tội danh mà ông Trump phải đối mặt có thể phạt 4 năm tù. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng ông Trump sẽ ngồi trong song sắt nếu bị kết án. Bản án cuối cùng sẽ thuộc về cái thẩm phán. Đáng chú ý là chưa rõ cơ quan mật vụ Mỹ sẽ xử lý việc cựu Tổng thống bị trống giam như thế nào. Wow! Và đó là tình trạng của ông Trump và vụ án của Trump. Bây giờ chúng ta trở lại bản tin liên quan đến biên giới, vì vậy chúng ta kết thúc cái chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Nhập cư bất hợp pháp khiến các gia đình của Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Ngày 15 tháng 4 là ngày Tax Day, là ngày chúng ta phải đóng thuế. Mà trong khi đó thì có vẻ như cái tiền thuế của quý vị đang chăm sóc cho những người di dân bất hợp pháp. Nhập cư bất hợp pháp đang đè nặng lên cái ví tiền của người đóng thuế làm việc chăm chỉ ở Mỹ, tiêu tốn một số tiền lên hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, chính quyền của Biden vẫn nhắm mắt làm ngơ trước cái vấn đề căng thẳng tài khoá. Cái vấn đề nằm ở chỗ những người nhập cư bất hợp pháp, về nguyên tắc quý vị, cái đảng Dân Chủ đang tuyên bố là gì? Là họ đang tạo ra nhiều công ăn việc làm. Nhưng mà thật sự cũng chưa chắc về điều này, khi mà những cái báo cáo về công ăn việc làm tính luôn những di dân bất hợp pháp, chứ không phải rằng là tính luôn những người Mỹ đẻ tại đây. Chính phủ của Biden vẫn nhắm mắt làm ngơ để vấn đề này căng thẳng về tài khoá, bỏ qua những tổn thất đối với nền kinh tế của chúng ta, tính toàn vẹn về cấu trúc của quốc gia và sự an toàn của công chúng cho chúng ta. Theo cái ước tính gần đây nhất, những người nhập cư bất hợp pháp khiến mỗi người Mỹ gia đình phải thiệt hại 1.000 đô la, tổng cộng lên tới 120 tỷ mỗi năm. Các nguồn tin như là Newsweek gợi rằng chi phí thật sự có thể còn cao hơn, có thể lên tới là 150 tỷ hàng năm. Con số này được chia sẻ giữa chính phủ của liên bang và tiểu bang. Trên thực tế, tác động tài chính có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Tình hình tiếp tục xấu đi từng ngày. Chỉ trong tháng 12 vừa qua,
Lực lượng tuần tra biên giới đã ghi nhận 249.785 vụ bắt giữ dọc cái biên giới, tăng 31% so với tháng 11 của 2023 và tăng 13% so với kỷ lục vào tháng 12 của 2022. Kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức và áp dụng cách tiếp cận biên giới mở của ông, hơn 7.2 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào Hoa Kỳ qua cái biên giới của phía Nam, con số vượt qua dân số 36 của tiểu bang. Một ước tính con số đó có thể lên tới 10 triệu người. Tình trạng vô pháp luật khiến hệ thống thống kê chính xác không thể nào thực hiện được. Hậu quả của việc nhập cư bất hợp pháp đã phủ bóng đen lên nhiều khía cạnh xã hội của chúng ta. Cái vấn đề nằm ở chỗ nó vẫn tiếp tục ở cái tỷ lệ tội phạm tăng cao. Và những cái tỷ lệ đó nó đánh trực tiếp vào những cái tiểu bang, những thành phố của đảng Dân Chủ. Rồi cái biên giới gần như không xây nữa dưới thời của Biden cũng tạo ra cái điều kiện này. Tội phạm đã tăng đến mức vô cùng cao, và mức lương giảm làm cạn kiệt cái nguồn lực của người đóng thuế. Các dịch vụ công phải đối mặt với căng thẳng khi người nhập cư bất hợp pháp tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, ghi danh cho con họ và những trường công lập tận dụng cái chương trình phúc lợi xã hội. Một số người cho rằng việc nhập cư bất hợp pháp sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn để làm giảm thu nhập, dẫn đến giảm doanh thu từ thuế và tăng sự phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi xã hội của người lao động, công dân và cư dân hợp pháp có mức lương thấp. Ngay cả thuế tài sản của chúng ta cũng đang trả vào những người nhập cư bất hợp pháp. Vấn đề mang tính thế hệ này đòi hỏi sự cân nhắc thực tế và sự lãnh đạo có năng lực. Cái vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn nếu một số người nhập cư bất hợp pháp chỉ sinh sống bằng giao dịch tiền mặt, với phần lớn thu nhập của họ là không có giấy tờ. Đây là lý do tại sao các tác giả ủng hộ biện pháp nhân đạo luật thuế công bằng, thay thế thu nhập bằng thuế tiêu dùng, bảo đảm doanh thu từ giao dịch tiền mặt sẽ bị đánh thuế. Trong khi những người ủng hộ họ là những người nhập cư bất hợp pháp đang phải trả tiền vào hệ thống thuế, thậm chí là hệ thống an sinh xã hội, nhưng mà thật khó để phân biệt giữa sự thật và hư cấu. Theo bài báo của 2023 của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, tài liệu việc làm số 31086, đo lường đặc điểm và động lực việc làm của các nhà phát minh của Hoa Kỳ, gần đây sự đổi mới cho thấy Mỹ là do cá nhân da trắng và Á Châu, bao gồm cả người Ấn Độ, thúc đẩy. Bài báo ước tính 96.5% những phát minh Hoa Kỳ là người da trắng hoặc Á Châu tính tới 2016. Câu hỏi vẫn là tại sao chúng ta để cho những người nhập cư bất hợp pháp tràn vào biên giới của mình, khi chúng ta cần nhập cư có kiểm soát và có chiến lược để bù vào hệ thống xã hội đang cạn kiệt và khởi đầu một làn sóng chuyển đổi mới tiếp theo. Tại sao Hoa Kỳ cấm những nhân viên có giá trị trở thành công dân của Mỹ khi họ có thị thực lao động, nhưng vẫn lôi kéo những người lao động phổ thông nghèo khó ở cái đất nước này ở lại một cách bất hợp pháp? Những câu hỏi được đưa ra để đổ thêm dầu vào ngọn lửa những âm mưu và tính toán của đảng Dân Chủ. Ưu tiên cấp thị thực cho nhân viên tay nghề cao sẽ không chỉ củng cố các sáng kiến trong nước, mà còn kích thích sự đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thật là khó hiểu khi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tiếp tục chào đón những người lao động phổ thông, khi sự thịnh vượng của đất nước chúng ta lại phụ thuộc vào những nhân viên lành nghề. Rất là dễ hiểu về điều này là bởi vì những người lao động phổ thông đa phần sẽ ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Họ sẽ tiếp tục nắm cái chính quyền và quyền lực để in tiền tạo ra sự giàu có cho một nhóm tầng lớp 1%. Và đó là cả một câu chuyện của LV News. Và chương trình chúng tôi sẽ premiering mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.